làn sóng dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang diễn biến rất phức tạp. Nhằm thúc đẩy thành phố đẩy lùi dịch bệnh, 40 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch COVID-19. Vừa qua, lực lượng này cũng đã có 72 cán bộ và sinh viên tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, có hàng trăm sinh viên tham gia tại các chốt kiểm dịch và hỗ trợ tại các khu cách ly của tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đoàn vào thành phố Hồ Chí Minh để cùng các đồng nghiệp và bà con nhân dân khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nơi đây. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Khái, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Thái Bình tham gia chống dịch cùng thành phố Hồ Chí Minh với một đoàn gồm 410 cán bộ và sinh viên tình nguyện theo lệnh điều động của Bộ Y tế. Đoàn chia làm 4 đợt và 40 người tham gia đợt đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự gửi trao trách nhiệm của Bộ Y tế và cũng là hòa chung tình cảm toàn dân tộc chung tay quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Lo lắm, trăn trở lắm, nhưng rất tin các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An toàn trở về bên thầy cô, giảng đường thân yêu sẽ lại chào đón các em vào năm học mới. Trước khi vào miền Nam hỗ trợ, Đại học Y Dược Thái Bình đã hoàn thành tập huấn chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm real-time RT-PCR cho hơn 350 sinh viên giảng viên của trường, chủ yếu sinh viên đến từ các khoa y đa khoa và điều dưỡng. Về chuyên môn nghiệp vụ, thì đoàn đã được qua đào tạo tập huấn và sẵn sàng niềm say mê sáng tạo, nhưng thực tiễn khách quan bao giờ cũng luôn biến đổi phức tạp, nên đoàn vẫn phải học hỏi thêm ở các đồng nghiệp ngay tại nơi mình phục vụ. 350 cán bộ và sinh viên đã được tập huấn đầy đủ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Đoàn chia làm 4 đợt, đi đợt 1 ngày 14 tháng 7 có 40 người, đợt 2 ngày 16 tháng 7 có 60 người, đợt 3 ngày 17 tháng 7 có 200 người và đợt 4 ngày 18 tháng 7 có 50 người. Với tinh thần hỗ trợ hết mình của đội ngũ cán bộ sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình và các tỉnh thành trên mọi miền của Tổ quốc, tin chắc rằng dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Trước tin đồn thất thiệt về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới nghiêm từ 0 giờ ngày 15 tháng 7, từ sáng sớm ngày 14 tháng 7, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi xếp hàng mua thực phẩm dự trữ. Do các điểm bán quy định chặt chẽ về lượng người vào mua hàng trong một thời điểm, nên từ đầu giờ sáng đã xảy ra hiện tượng khách hàng dồn ứ ở bãi giữ xe, xếp hàng dài chờ đến lượt mua sắm. Một số siêu thị như Co.op Mart quận 9 phải tạm đóng cửa chính để